Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 21 tháng 9, Hà Nội đã tiếp tục quyết định nới lỏng giãn cách và cho mở lại nhiều hoạt động dịch vụ. Thế nhưng sau một thời gian dài giãn cách thì một số ngành dịch vụ bị ảnh hưởng vẫn chưa thể hoạt động trở lại bình thường, trong đó có các quán ăn. Và lý do vì sao, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Anh Cổ Như Đồi tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, kinh doanh hàng ăn uống, bún phở. Quán ăn của anh đã phải dừng hoạt động qua 4 đợt giãn cách xã hội. Từ ngày 16 tháng 9, quán đã được phép bán hàng cho khách mang về. Anh Đồi đã vô cùng vui mừng. Thế nhưng, cũng nhanh chóng vấp phải nhiều khó khăn. Nhân lực thì là chúng tôi cho nghỉ hết. Từ khi có giãn cách là cho nghỉ và đóng cửa toàn phần. Nên là mọi chi phí như nhà cửa hay là gì là chúng tôi vẫn phải chi phí, nên là rất khó khăn. Nhân viên hiện giờ là chưa được lên để làm như bình thường. Nên là các cái thủ tục mọi cái vấn đề là chưa được đầy đủ, nên là chúng tôi tự làm lấy và tự sản xuất theo gia đình. Còn tại nhà hàng lẩu này, sau khi mở cửa trở lại, nguồn nhân lực phục vụ hiện nay đang bị thiếu. Lượng khách đặt hàng mang về khá đông, nhưng các hoạt động không thể quay trở lại như bình thường. Công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Nói chung là đến cửa hàng thì nhìn chung là vẫn thực hiện tốt việc thực hiện tốt 5K theo chỉ thị của chính phủ đấy. Sau khi mình đã được lới lỏng giãn cách thì mình có thể được đặt những món ăn mình ưa thích và mình làm mong muốn làm sao là dịch bệnh qua đi để có thể dịch bệnh qua đi thì người dân có thể là hoạt động trở lại bình thường như kiểu trước đây. Theo cái quy định của thành phố thì chúng tôi phải dừng đóng các cái cửa hàng trở lại. Thì một số lao động bị mất việc làm và giảm thu nhập, chưa kể các cái thu nhập của cửa hàng cũng bị giảm đi rất là nhiều. Thì hiện nay là thành phố cho phép mở cửa để bán hàng mang về thì chúng tôi cũng rất là vui mừng. Nhưng mà hiện nay sắp tới nó cũng sẽ có những cái khó khăn đặt ra như việc nhân viên khi mà quay trở lại Hà Nội phải hoàn thành các cái thủ tục theo quy định. Thì cái mong muốn lớn nhất là cũng làm sao cái dịch bệnh nó được đẩy lùi và tất cả các người dân có thể tham gia và hoạt động lao động sản xuất bình thường để phát triển kinh tế. Thành phố Hà Nội đã bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, tạo cơ hội hoạt động kinh doanh trở lại cho người dân. Đồng thời, thành phố cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thực hiện các quy định về phòng chống dịch, đồng thời với việc ổn định kinh doanh, đảm bảo sinh kế của người dân.